Lợn rừng, có tên khoa học mươi 1758, thuộc họ, lợn sui đây, nằm trong bộ ngón chẳng Atiodacita, là một loài động vật có vú thuộc họ lợn, chúng được tìm thấy rộng rãi ở các khu rừng và khu vực đồng bằng trên khắp thế giới. Loài lợn rừng là một trong những loài vật hoang dã phổ biến nhất trên trái đất, về đặc điểm nhận dạng, lợn rừng là loài động vật có kích thước trung bình khá lớn, có cân nặng khoảng từ 40-200 kg dài thân 1350 đến 1500 mm, dài đuôi 200 đến 300 mm. Thân ngắn, đầu lớn, ngực nở, phần mông nhỏ hơn phần đầu ngực. Bộ lông thô, cứng màu đen xám. Lông gáy dài, dày và rậm. Khi bị kích thích hàng lông này dựng lên trong con vật dữ tợn. Răng nanh thường phát triển to dài chìa ra ngoài môi. Lợn con có nhiều sọc vàng chạy dọc thân, Lợn rừng có tai to và rất nhạy cảm với âm thanh Cùng với đôi mắt sáng như đèn đưa giúp chúng có khả năng quan sát tốt Trong điều kiện ánh sáng thấp, sinh học, sinh thái Lợn rừng sống trong tất cả các dạng sinh cảnh Từ rừng thứ sinh, rừng thưa, ven các nương rẫy Không sống trên núi đá Không có nơi ở cố định Và chúng thường sống thành đàn từ 5 đến 20 con một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của lợn rừng là chúng có khả năng thích nghi và sinh sản tốt trong môi trường khác nhau, thường kiếm ăn đêm, từ chập tối đến gần sáng, ngày nghỉ trong các bụi rậm. Thích đầm mình trong vũng nước. Mùa đông lợn làm tổ để nằm. Lợn rừng ăn tạp gồm các loại củ, quả dầu tinh bột, các loại quả cây rừng, măng tre nứa, chuối và nhiều động vật, nhái, ngoé, dung đất, ong, lợn rừng sinh sản quanh năm, mang thai khoảng 4 tháng, để mỗi năm một hoặc hai lứa. Mỗi lứa 7, 12 con. Lợn mẹ làm tổ đẻ rất chu đáo. Lợn con đẻ sau 30 phút có thể đi lại bình thường, một tuần sau có thể đi theo mẹ và trưởng thành sinh dục sau 2 năm tuổi, chúng cũng được xem là một trong những loài vật có khả năng tự vệ cao, khi bị đe dọa, chúng có thể chạy nhanh hoặc tấn công. Về khu vực phân bố, ở thế giới, lợn rừng phân bố rất rộng từ châu Âu, châu Á, Bắc Phi và Việt Nam, lợn rừng có mặt khắp các tỉnh miền núi và trung du. Đây là loại duy nhất thuộc họ lợn su đây phân bố ở nước ta. Hiện nay, tình trạng của lợn rừng trên toàn thế giới đang gặp nhiều thách thức và mối đe dọa. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc về Môi trường, UNEP, số lượng lợn rừng trên thế giới đã giảm tới 60% so với con số ghi nhận vào đầu thế kỷ 20. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm số lượng lợn rừng là việc phá hủy môi trường sống của chúng. Sự phá rừng, mất môi trường sống, và sự biến đổi khí hậu đã khiến cho các khu rừng trở nên giảm dần ảnh hưởng đến số lượng và phạm vi phân bố của loài này bên cạnh đó sự săn bắn và bắt lợn rừng vì mục đích thương mại và tiêu thụ thịt heo rừng là một nguyên nhân chính gây ra sự giảm số lượng của loài này lợn rừng cũng có thể truyền bệnh cho các loài động vật khác và con người gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người tuy nhiên một số nỗ lực đã được đưa ra để bảo vệ heo rừng các tổ chức phi chính phủ và chính phủ đã hợp tác để thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường sống của loài này ngoài ra việc giáo dục và tăng cường nhận thức của người dân về tình trạng bảo vệ heo rừng cũng rất quan trọng trong tự nhiên heo rừng có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái giúp giữ cho hệ sinh thái đa dạng và ổn định việc bảo vệ loài động vật quý này sẽ đóng góp vào việc bảo vệ môi trường sống của nhiều loài động vật khác cũng như sức khỏe và phát triển của con người Hiện nay lợn rừng mang lại nhiều giá trị sử dụng cho con người Như cho da lông, thực phẩm Trong hoạt động kiếm ăn lợn rừng ủi đất làm cho đất tơi xốp Thoáng khí và hàng năm chúng thải ra cho đất rừng một lượng lớn phân và nước giải Tuy nhiên lợn rừng cũng gây một số tác hại cho hoa màu lương thực trên nương rẫy Phá hoại măng tre nước